Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring PH Cross, một dòng xe đạp Touring đến từ thương hiệu của Tây Ban Nha. Và xe thì được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Tiagra. Đây là một chiếc xe rất là phù hợp cho các bác mà đang tìm kiếm một dòng xe đạp đi phố, đi thể dục, rèn luyện sức khỏe hàng ngày trên những tuyến đường phố bình thường và yêu cầu cấu hình nó cao một chút, thì đây là một cái chiếc xe nó rất là hợp lý. Xe thì được bán mức giá chỉ có là 10.800.000, đổi lại thì các bác được một chiếc xe thương hiệu BH rất là tốt và bộ chuyển động cũng tương đối là cao cấp của dòng Shimano là Tiagra, dòng của xe đua. Bánh là bánh 700c khung nhôm và toàn bộ chiếc xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin. Tổng thể xe thì các bác có thể thấy rất là mới. Và chi tiết những cái nước sơn còn rất là bóng, hầu như là khung xe là rất ít vết xước, ít hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên khung này. BH của Tây Ban Nha, khung rất là đẹp, bị bộ đè chuyển động Tiagra. Đây là 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Xe có 20 tốc độ khác nhau. Đùi FSA, phụ tùng của Mỹ. Vành bánh Mayer là zin theo xe. Bánh 700c. Các bác có thể thấy những cái vân lốp này, chúng gọi là chủ cũ họ đi rất là ít. Đây là đây. Còn những cái vân lốp nó rất là mới, phanh chữ V. Ni lông của Ford Cọc Yên vẫn còn nguyên bản BH, nguyên zin hết. Tay bấm Shimano 10 speed. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xoay xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt 52 cm. Thì xe có size là size S. Đây, size S. Size trung bình cho các bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 71-72 thì là phù hợp. Động rất mượt mà. Và cái giá của chiếc xe bên em đang bán là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.